Truy tìm kẻ cầm dao uy hiếp, giở trò bị ổi với cô gái trong hẻm Sài Gòn. Đoạn clip mô tả cảnh một nam thanh niên cầm dao uy hiếp, giở trò đồi bại với cô gái ngay giữa phố. Hiện công an quận 5 đang xác minh về nội dung clip nói trên để làm rõ, xử lý. Theo thông tin ban đầu, trong ngày 18 tháng 4 trên mạng xã hội, phát tán một đoạn clip dài 6 phút thể hiện một nam thanh niên giở trò đồi bại với cô gái ngay trên đường phố Sài Gòn. Thông tin sơ bộ xác định, người thanh niên mặc áo của một hãng xe ôm công nghệ, nạn nhân được cho là một cô gái sống lang thang. Đoạn clip cho thấy, gã thanh niên mặc áo vàng của một hãng xe công nghệ, đội nón, đeo khẩu trang ép cô gái vào tường để giở trò bị ổi. Trên tay gã thanh niên cầm một con dao để đe dọa nạn nhân. Gã trai còn tát cô gái và người này chống cự yếu ớt, van xin. Hình ảnh phát tán trên mạng cho thấy, nhiều người đi đường chứng kiến sự việc nhưng không can thiệp. Sau đó gã trai lên xe gắn máy bỏ đi. Clip thể hiện, gã thanh niên đi xe gắn máy mang biển kiểm soát 48 của tỉnh Đắk Nông. Nguồn thông tin ban đầu xác định, vụ việc nói trên xảy ra tại một con hẻm ở phường 11, quận 5, trong thời điểm rạng sáng 18 tháng 4. Ngay sau khi có thông tin lan truyền, công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ. Bước đầu xác định, nạn nhân là cô gái sống lang thang, nghi là người thiểu năng. Công an đang xác minh biển kiểm soát xe gắn máy để truy tìm nam thanh niên trong đoạn clip, để xử lý theo quy định pháp luật.